đợi giải cứu chiếc máy sắt kia lên. Quá sung. Không mà hai máy kéo được. Hồi nãy kéo có một cái một rồi. Chỉ cầu tiếp tục các bạn. Rồi nó lúng rồi. Tiếp tục cắt lúa ở phía trước, chiếc máy kéo đang kéo cái đường thẳng, bẻ lái qua không được các bạn. Lấy lại đi, mày kéo. Anh nó tiếp tục lót hai cái dì cầu vô nữa. Có hai dì cầu dễ lên. Chiếc phối hợp là kéo.
cái dĩa cầu kéo máy một lên. Chiếc máy kéo này mất lầy nữa. Anh cắt phía trước, bữa nay cắt lúa đuối rồi. Chiếc máy cắt tự luôn đang các bạn. Chỗ đó có dĩa cầu rồi. Quay đầu luôn. Rối beng hết trơn. Rối beng hết trơn. Tiếp tục đưa xích vô giúp nó cắt lại chứ nó kéo kéo rồi nó cắt quay đầu qua đây luôn. Chiếc này cũng đang bắt xích để chờ kéo.
di chuyển được tới đây cũng mừng rồi đó. Cái miếng ruộng này thì chỉ cái miếng ruộng nhỏ đường đi thôi mà nó lúng gì đó, cách cũng như cách ở ngoài kia không lúng mà không biết kéo lúa giữa đường nào. Cái dĩ cầu nha các bạn, dĩ cầu lúng rất là sâu, hai dĩ luôn. Cắt nó rút cái dĩ xuống này quá sâu rồi. Quá mạnh trời. Lộn mạnh đó. Lộn mạnh.